Phải nói là em nó quá đẹp. Chào đón các bác đến với lại chiếc đồng hồ cối xay gió. Chiếc đồng hồ cối xay gió này có chiều cao là 50, được làm bằng đồng đúc mạ vàng 18K luôn. À, chiếc đồng hồ cối xay gió này có mức giá là 23 triệu. 23 triệu. À, mặt men, số là mã. Đó là đồng hồ cối xay gió các bác nhé. Mức giá 23 triệu. Đẹp xuất sắc luôn các bác. Chơi hay bày đẹp luôn. Con này lên cót được 1 tuần thôi nhé, cót tuần. Phải nói luôn là đẹp từng cm luôn. Đẹp từng cm cho các bác luôn ạ. Đều được mạ vàng 18K hết. Đấy, nó được bên phía bên ngoài được chụp một chiếc lồng kính. Tất cả khung lồng kính này đều được mạ vàng 18K tất. Đẹp từ trên xuống dưới luôn. Đấy, chiếc đồng hồ liên cót em để bên trong này nhé. Mức giá em để cho bác mức giá 23 triệu. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 961 hoặc 08 222 8 1999. Hàng bao đẹp, bao chạy, bao phê cho bác luôn. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Em giao và chuyển hàng toàn quốc cho các bác luôn. Nhìn đã thích lắm rồi bạn. Chơi hay bày đẹp. Vừa chơi vừa bày vừa trang trí cực kỳ đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Vâng, em chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác vào clip lần sau. Em dọn kho còn được đôi loa bút xèo nhé các bác nhé, còn khá là đẹp luôn. Lỗ thông hơi phía sau để cho bác 900K đôi loa bút xèo này, màu đỏ bóc đô cực kỳ đẹp, cho các bác về làm loa trợ lời này, cực kỳ đẹp luôn nhé các bác nhé. 900K loa bút xèo chưa. Đôi loa này 900K đẹp lắm, còn sót này, lò như mới tinh luôn ấy. 900K cho các bác về làm loa trợ lời hay cắm vào các bộ giảng các thứ tùy các bác. 900 nghìn nhé. Con này chiều cao nó 20, chiều ngang nó tầm 15, chiều sâu nó tầm 15. Đấy, rất là xinh xắn luôn, cực kỳ xinh xắn. Để cho bác 900 nghìn. Ui rồi các bác lấy con tép linh tinh đã 200-300 nghìn cả thùng các thứ này về trang trí nhé, làm loa trợ lời. Đây em quay sáng cho bác này. Đây là màu đỏ bóc đô không nhé, màu đỏ bóc đô chứ không phải màu đỏ tươi nhé. Lên cái máy điện thoại của em thì cảm giác nó đỏ tươi nhưng ngoài là đỏ bóc đô, đỏ nó kiểu đỏ 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 thẫm thẫm đấy chứ đâu phải đỏ sáng như này đâu. Nhưng không hiểu tại sao cái điện thoại này quay những cái cảm giác sáng rực lên đấy. 900K đôi loa màu đỏ bóc đô này nhé. Đấy, dọn kho còn được đôi đấy cho các bác được chưa. Thì vừa rồi em có giới thiệu cho các bác cái đôi loa đi tan nói DC1 DC1 này này. Đấy, về được một đôi đấy. DC1 nhá, tan nói DC1. Có hàng cho bác đây nhá. 9 triệu 900 nghìn, mức giá thấp nhất. Còn các bác tìm hiểu giá, tìm hiểu thoải mái đi. Giá trên kênh nó toàn 14 đến 16 triệu thôi. Các bác cứ đi tìm đi. Em khẳng định luôn.
Và có những chỗ 14, 16 triệu, có những chỗ bây giờ bán giảm nhất thì cũng phải có 13 triệu, 12, 13 triệu. Đấy, DC1 được chưa? Nổi tiếng thời gian vừa qua đây. Này, Tân nói à, DC1 Made in England. Đấy. Có thùng luôn ạ, có vỏ thùng luôn cho các bác. Mức giá của em nó đưa ra là 9 triệu 900 nghìn. 9 triệu 900 nghìn các bác ạ. Đấy là mức thấp nhất cho các bác rồi. Giá đấy các bác còn mặc cả em Tuấn thì em bó tay chịu. DC1 giá đấy mà còn cũng có bác mặc cả thì bó tay hết thuốc. Không có thuốc. Đấy, riêng DC1. Con DC1 này thì nó có chiều cao này. 1 2 nó chiều cao có tầm khoảng 45, 45, chiều ngang 20. À, chiều sâu nó tầm khoảng độ 25. Đấy. Đẹp xuất sắc, những đôi này thì nó sang trọng lắm. Cực kỳ sang trọng. Các bác cứ gõ vào YouTube ý, hoặc Google DC1, anh em ở ô họ bán đầy trên đấy. Nó không phải đầy, nhưng nó có giá, nó không bao giờ có giá mềm như này đâu. Và em khẳng định là có nhiều người đã lấy lại của em đợt trước để bán tiếp ấy. Bởi vì hôm đấy em lấy về thì có mấy đô lấy buôn luôn của em, xong bây giờ lên tận giá rất là cao, 14, 15 triệu luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Được chưa? Đấy. À, con tai nói DC1 này 9 triệu 9 thật, nhưng các bác chỉ cần đánh với con âm ly 3 triệu 9 này thôi. Đây, con âm ly 3 triệu 9 này thôi. Con này em đã có bản test với con tai nói rồi đấy. Ở trên kênh có bản test con âm ly này 3 triệu 9 với con tai nói hai đèn vu. Con này có cổng quang nhé, có cổng giải mã đằng sau, cổng quang này, có thể cắm USB này, có Bluetooth luôn cho bác, phát nhạc không dây này. Có cổng quang này, optical đây. Có cổng cô xoa, có cổng CD và DVD cắm vào. Ngoài ra thì có cổng là có thể làm dè. Con này có thể làm dè cho các bộ đẩy, bộ rè pao nhé, bộ pao. Con này có thể cắm dè phía trước hoặc đằng sau có cổng AV thì cắm xuống dè, làm dè cho xuống bộ pao. Rất là hay. Cái con này chỉ có mức giá 3 triệu 9, 3 triệu 900 nghìn. Vừa làm dè vừa làm pao. Ok chưa các bác? À, vừa làm dè vừa làm âm ly nhầm. Lại pao. Nó làm âm ly luôn và có thể đứng làm nhiệm vụ, làm vai trò làm dè. Đấy, 3 triệu 9 con này. Con này là PM50. Mặt tất cả đều vàng chanh hết. Vàng chanh. Đấy, tất cả nó đều là vàng chanh ạ. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Còn phía dưới này là con âm ly Pomex. Con Pomex này em giới thiệu khá là nhiều cho các bác rồi nhé. Con âm ly Pomex này có mức giá là 8 triệu 900 nghìn. 8 triệu 900 nghìn. Con âm ly Pomex này cũng có chức năng là USB này, đọc phu nhạc qua Bluetooth, có cổng CD và đặc biệt là con này có cổng phono. Phono là quý vị có thể cắm những đầu đĩa than, đầu băng cối vào đây. Đấy, có cổng phono, có trình bát chép. Đấy, con này con Pomex 1800. Đấy, giá 8 triệu 9. Em chào các bác.